Kiều Xuân giúp trắng da, mờ nám, ổn định nội tiết, kéo dài tuổi xuân. Xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả của chương trình Sống Vui. Thưa quý vị và các bạn, phụ nữ thì thường là đến tuổi 30, mọi người bắt đầu gặp rất nhiều những vấn đề về hình thức, về cơ thể. Mọi người có thể cảm thấy là làn da của mình không còn được tươi mịn như hồi còn thanh xuân, cảm thấy trong cơ thể của mình đã bắt đầu có những cái tiếng chuông báo động nào đó và làm chúng ta cảm thấy vô cùng lo lắng và mệt mỏi. Rất nhiều chị em thì chấp nhận, cho rằng đó là một quy luật tự nhiên của sinh lão bệnh tử, đến tuổi thì phải thế. Nhưng bên cạnh đó thì lại cũng có rất nhiều những người phụ nữ mà họ dường như vẫn cứ trẻ mãi với thời gian, 40, 50 tuổi, vẫn cứ thấy họ rất là xuân sắc, vẫn rất phơi phới. Vậy thì làm thế nào để có thể được như vậy? Có lẽ đây là điều mà chúng ta cũng rất quan tâm, đúng không ạ? Xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Nguyễn Hồng Hải, đến từ Viện Y học Cổ truyền. Xin chào Thảo Vân, xin kính chào quý vị khán giả. Thưa chuyên gia, có thể nói rằng là với đại đa số trẻ em phụ nữ chúng ta thì mọi người khi ngay cả các cụ ngày xưa cũng có câu đây thôi: trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già. Bây giờ tuy cuộc sống chúng ta đã phát triển hơn nhưng nói chung đến cái tuổi 30 là thật sự chúng ta cũng phải chấp nhận một thực tế là tạm biệt tuổi thanh xuân để bắt đầu bước sang tuổi trung niên rồi, đúng không ạ? Và khi đã bắt đầu bước sang tuổi trung niên thì kèm với đó cũng là một cái loạt các cái vấn đề mà chúng ta gặp phải. Vậy thì chuyên gia có thể giải thích rõ hơn là tại sao lại có những tình trạng như vậy không ạ? Chúng ta biết rằng là đối với cơ thể con người, đặc biệt đối với cơ thể người phụ nữ, chúng ta biết là cái sự độc quyền để làm để cho người phụ nữ đó đẹp thì người ta phải kể tới cái hệ trục não bộ, tuyến yên buồng trứng và phải kể tới nội tiết tố estrogen. Và khi đối với hệ trục não bộ tuyến yên buồng trứng hoạt động nhịp nhàng thì có thể nói rằng khi đó từ từ bé gái trở thành thiếu nữ, và chính cái hệ trục não bộ tuyến yên buồng trứng này nó duy trì nội tiết tố, và nội tiết tố đóng là vai trò vô cùng quan trọng để giúp cho người phụ nữ đó trẻ trung. Và nếu là cái nội tiết tố chúng ta suy giảm thì cùng với quá trình thời gian, cái quá trình lão hóa của cơ thể, sự suy giảm nội tiết tố cùng với sự gia tăng của các gốc tự do, tất cả những yếu tố này sẽ làm cho người phụ nữ đó già nua đi, và thấy rằng là thấy rất nhiều các cái dấu hiệu từ da, rồi từ những vấn đề về tình dục, về sinh lý, rồi những vấn đề về xương khớp, về tim mạch, rồi những vấn đề các bệnh lý về chuyển hóa, rồi về huyết áp chúng ta gặp phải do là cái quá trình lão hóa của cơ thể. Và lúc đó thì chúng ta phải biết rằng là nội tiết tố chúng ta suy giảm. Vâng, như chuyên gia vừa chia sẻ thì có thể nói rằng là việc suy giảm nội tiết tố nữ rồi suy giảm estrogen chính là một trong nguyên nhân gây lão hóa phụ nữ. Vậy thì chuyên gia có thể phân tích rõ hơn về cái vai trò của estrogen cũng như các nội tiết tố nữ khác đối với sức khỏe, nhan sắc và sinh lý của phụ nữ sau tuổi 30 không ạ? Chúng ta biết rằng nội tiết tố nữ đóng một vai trò rất là quan trọng, sự hoạt động nhịp nhàng của hệ trục não bộ tuyến yên buồng trứng, và khi đó thì cái nội tiết tố estrogen đầy đủ thì đối với người phụ nữ giúp cho cái người phụ nữ có cái vẻ đẹp từ hình thể cho đến về tâm sinh lý. Nội tiết tố estrogen gồm có estrogen, estradiol và estriol. Và thực ra thì chúng ta biết là khi cái nội tiết tố của chúng ta đầy đủ thì đối vóc dáng của người phụ nữ sẽ rất là đẹp. Ví dụ như là dáng người phụ nữ thì thanh mảnh, rồi eo thon, rồi da thì mịn màng, căng mịn, một cái vẻ đẹp mịn màng, tươi tắn. Nhưng mà khi mà cái nội tiết tố chúng ta không đầy đủ hoặc là thiếu hụt vào nội tiết tố, đặc biệt là sau tuổi 30 thì chúng ta biết là cơ thể chúng ta thay đổi, da thì nám da, sạm da, rồi chảy xệ, rồi có những xuất hiện những nếp nhăn ở trên da, rồi hình dáng chúng ta thay đổi, đặc biệt là vòng hai. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái nội tiết tố đóng một vai trò rất là quan trọng, từ cái việc mà giữ cái việc mà sinh lý cho người phụ nữ được đầy đủ, ham muốn tình dục, cho tới cái vẻ đẹp bên ngoài rất là quan trọng cho việc sinh sản của người phụ nữ. Khi mà cái nội tiết tố đầy đủ thì chúng ta biết rằng những cái tình trạng bệnh lý về chuyển hóa, bệnh lý về tim mạch, và đặc biệt là những tình trạng như là loãng xương, cái tình trạng đó thì giúp cho người phụ nữ có một hệ xương chắc khỏe hơn. Như vậy thì có thể nói rằng nội tiết tố làm cho người phụ nữ trẻ đẹp và khỏe mạnh. Như vậy thì có thể thấy rằng là phụ nữ chúng ta sẽ vô cùng gặp nguy hiểm nếu như chúng ta bị thiếu hụt một lượng lớn về estrogen, tức là các nội tiết tố nữ ở trong cơ thể khi mà bắt đầu bước sang tuổi 30, đúng không ạ thưa bác sĩ? Sau khi mà bước sang tuổi 30, cái nội tiết tố nữ và đặc biệt là estrogen suy giảm như vậy thì phụ nữ chúng ta phải đối mặt với những nguy cơ gì ạ? Bác sĩ đã vừa chia sẻ nhưng chúng tôi muốn biết rõ hơn từ hình thức này cho đến sức khỏe này, cho những vấn đề về tâm sinh lý chúng ta sẽ phải đối mặt với những cái gì ạ?
khi mà thiếu hụt nội tiết tố thì cái đầu tiên chúng ta phải gặp phải những cái hình dáng chúng ta cũng thay đổi. Ví dụ như là cái vòng eo chúng ta thay đổi này, rồi từ những cái nước da chúng ta thay đổi, ví dụ nám da này, sạm da này, rồi những vết chân chim ở trên da này, số đo của vòng 2 thì chúng ta thay đổi này. Chúng ta nhìn đến ngày trước đây vóc dáng chúng ta rất là đẹp, bây giờ vóc dáng chúng ta thay đổi này. Rồi giảm ham muốn tình dục và những cái bệnh lý ví dụ như là rồi cái khó ngủ, mất ngủ, rồi bệnh lý về ví dụ như là tăng cholesterol này, bệnh lý về tim mạch này, bệnh lý về huyết áp này, rồi bệnh lý về xương khớp chúng ta cũng có thể gặp phải. Và ngay cả những hình dáng cho tới cái sự mà đảm bảo cái sự ham muốn về tình dục. Như là nghe bác sĩ tả này thật sự tôi cảm thấy rất là buồn lòng vì chúng ta cũng là chị em phụ nữ với nhau đúng không ạ? Và chắc hẳn là quý vị và nhất là chị em phụ nữ chúng ta cũng rồi sẽ đều phải đối mặt với những vấn đề như vậy cả. Đúng, thực tế là nó cũng là một phần diễn biến rất tự nhiên, nhưng mà rõ ràng chúng ta cũng sẽ phải có những giải pháp nào chứ đúng không ạ? Thực ra thì có thể nói rằng là cái sự mà thiếu hụt nội tiết tố thì người ta đưa ra phương pháp là bổ sung nội tiết tố. Vậy thì khi bổ sung nội tiết tố từ những cái hormone tổng hợp chẳng hạn thì thấy rằng là bên cạnh đó phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, ví dụ như tầm soát ung thư vú, ung thư cổ tử cung. Do vậy mà tôi nghĩ rằng là lựa chọn những cái việc mà bổ sung nội tiết tố từ thảo dược thì bao giờ nó cũng rất là an toàn và không phải cần cái sự theo dõi chặt chẽ của bác sĩ. Như vậy thì chúng ta có thể bổ sung những nội thành tiết tố từ estrogen 100. Chúng ta biết là estrogen 100 với những thành phần từ đương quy, từ tục đoạn, là cách sơn tiêu thì đây là một cái nội tiết tố estrogen 100 độc quyền ở Việt Nam và từ thảo dược nhưng có tác dụng mạnh gấp 3 lần so với các loại thảo dược khác và nó rất là an toàn. Tuy nhiên là bên cạnh đó còn có những cái thành phần khác nữa, đây là tiền hormone, rồi là những cái thành phần như là từ cao củ sắn dây này. Nhưng mà cái sự phối hợp giữa cái nội tiết tố estrogen 100 cùng với cái chất chống oxy hóa, ví dụ như là gamma oreazone này, ví dụ như là glutathione này, rồi thành phần collagen này và curcumin, thì những cái thành phần này phối hợp với nhau nó vừa có tác dụng bổ sung nội tiết tố thiếu hụt mà lại vừa có sử dụng các cái chất chống oxy hóa. Và tôi nghĩ rằng đối với y học chúng tôi thì bao giờ cũng người ta cũng phải nói rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Do vậy mà chúng ta nên là có một cái việc mà bổ sung từ sớm, chăm sóc từ sớm bao giờ cũng tốt hơn. Vậy thì chúng ta có thể chăm sóc ngay từ độ tuổi 30 rồi đến cái giai đoạn tiền mãn kinh, rồi giai đoạn mãn kinh chúng ta bổ sung liên tục, bổ sung nội tiết tố. Như vậy thì nó còn dự phòng cho ngay cả cái bệnh lý về tim mạch, về xương khớp. Và khi mà chúng ta có điều kiện, chúng ta có thể bổ sung đến những độ tuổi từ ngoài 30 cho đến tuổi ngoài 70 thì giúp cho chúng ta ngoài cái việc trẻ đẹp ra để giữ được tuổi thanh xuân ra thì cũng bảo vệ sức khỏe chúng ta được tốt hơn. Ví dụ như là về tim mạch, ví dụ như tình trạng như là mỡ máu, ví dụ như cái tình trạng về một số các cái bệnh lý khác sử dụng cái nội tiết tố bổ sung từ thảo dược này thì cũng rất là an toàn và làm đẹp chúng ta tự nhiên. Có thể nói rằng là nội tiết tố nữ và đặc biệt là estrogen nó giống như là một cái dòng nhựa sống chảy trong cơ thể của mỗi chị em đúng không ạ? Và nhiệm vụ chúng ta là làm thế nào để mà nuôi dưỡng cái dòng nhựa đó để cho nó đừng bao giờ mất đi hoặc là nó bị ngắt quãng giữa chừng. Vậy thì theo chuyên gia, giải pháp nào an toàn nhất và hiệu quả nhất để có thể giúp được cho chị em phụ nữ có thể mãi trẻ đẹp và khỏe mạnh ạ? Đối với người phụ nữ, cái sự suy giảm nội tiết tố làm cho người phụ nữ già nua và gặp phải nhiều vấn đề. Do vậy mà có thể nói rằng là cái việc mà bổ sung nội tiết tố cho người phụ nữ là cần thiết. Tuy nhiên là chúng ta bổ sung nội tiết tố từ thảo dược thì bao giờ nó cũng rất là an toàn. Ví dụ như từ thành phần estrogen 100, những thành phần hoàn toàn từ thảo dược như từ đương quy, từ tục đoạn, từ cách sơn tiêu, thì những thành phần này đã được Bộ Y tế của Canada cũng như tổ chức FDA của Mỹ công nhận đó là cái estrogen an toàn, nó không có những cái tác dụng phụ. Bên cạnh đó thì chúng ta còn các cái thành phần khác nữa, ví dụ như thành phần chống oxy hóa, thì cái sự phối hợp này nó tạo ra một cái viên uống trong cái sản phẩm Kiều Xuân ấy, thì nó có giúp cho chúng ta biết là bổ sung nội tiết tố và chống oxy hóa. Sản phẩm Kiều Xuân với thành phần estrogen 100 cùng với cái chất chống oxy hóa như là gamma oreazone, rồi là glutathione, rồi collagen, rồi curcumin, những cái thành phần này nó có tác dụng giúp cho chị em phụ nữ chúng ta kéo dài tuổi thanh xuân, và nhất là những chị em phụ nữ ở cái độ tuổi mà tiền mãn kinh và mãn kinh chẳng hạn, với bổ sung rất là đầy đủ. Bác sĩ vừa chia sẻ về sản phẩm từ thảo dược chứa estrogen 100 và các tiền nội tiết tố nữ. Chúng tôi muốn bác sĩ chia sẻ rõ hơn về cái tác dụng của cái sản phẩm này mang đến cho chị em phụ nữ ở cái tuổi sau 30 ạ. Chúng ta biết là trong thành phần của Kiều Xuân nó gồm có thành phần estrogen 100
cùng với thành phần chất chống oxy hóa. Do vậy thì cái này nó có tác dụng giúp cho làm da chúng ta căng mịn, làm sáng da từ bên trong và giúp cho gương mặt chúng ta trẻ trung hơn. Tuy nhiên là nó còn có tác dụng ví dụ như những cái tình trạng như là giảm ham muốn tình dục, khô âm đạo chẳng hạn, thì cái nội tiết tố này nó bổ sung và nó giúp cho chúng ta cải thiện những cái tình trạng đó. Đối với chị em phụ nữ ở những độ tuổi mà tiền mãn kinh thì nó có thể giúp cải thiện 11 trên 13 triệu chứng của giai đoạn tiền mãn kinh. Chà. Như vậy thì chúng ta biết là chúng ta gặp phải rất nhiều vấn đề và được cải thiện rất là nhiều. Tuy nhiên là chúng ta còn gặp phải những bệnh lý khác nữa, ví dụ như là tình trạng về xương khớp chẳng hạn, nó cải thiện cái tình trạng về xương khớp, hoặc là những bệnh lý về tim mạch, rồi bệnh lý về mỡ máu tăng cao chẳng hạn, thì hỗ trợ rất là tốt. Và như vậy thì tôi nghĩ rằng là giúp cho chị em chúng ta giữ được cái tuổi thanh xuân hơn và làm chậm cái quá trình mãn dục và làm đẹp cho người phụ nữ. Và bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà muốn làm đẹp nữa thì chúng ta cũng thể sử dụng những cái sản phẩm, ví dụ như từ bên làm đẹp từ bên ngoài, ví dụ như từ serum của Kiều Xuân chẳng hạn, với những thành phần như vậy nó sẽ hỗ trợ tốt hơn trong cái quá trình làm đẹp. Chúng ta biết rằng là khi mà sử dụng cái serum từ làm đẹp từ bên ngoài với những thành phần từ những nano bright rồi cái phần ira bravera, thì những thành phần làm trắng da và giúp cho làn da chúng ta căng mịn và mịn màng, vậy thì vừa bổ sung nội tiết tố từ bên trong, vừa sử dụng cái serum để làm đẹp từ bên ngoài thì giúp cho chúng ta làm đẹp da một cách hoàn hảo hơn. Này, bà ơi, sắp Tết rồi, đi mua sắm không? Trời ơi, sắp thành bà cụ đến nơi rồi, đẹp cái nỗi gì mà sắm với trà sữa. Ơ kìa, bà không đi thì thôi chứ tự nhiên là cáu với tôi. Thôi tôi đi về đây. À, tôi xin lỗi. Ủa, tóc rụng nhiều thế. Còn bị nám nữa này. Này, tôi hỏi thật, có phải dạo gần đây bà bị nám, nhăn da này, rụng tóc, thiếu hụt estrogen, rồi hay cáu gắt, bốc hỏa, rối loạn kinh nguyệt, ngại gần gũi chồng có đúng không? Bà cứ như chui ở trong quần. Tôi xin lỗi, cứ như là chui ở trong đầu tôi ra ấy nhở. Nói thật với bà, 3 năm trước ý, tôi cũng bị y hệt như bà. Nhưng mà chồng tôi mua cho tôi sản phẩm có chứa estrogen 100. Tôi uống vào nhá, tất cả những biểu hiện giống bà bay sạch. Thế à? Sản phẩm có công dụng gì mà hay thế bà? Giúp giảm nám, sạm, tàn nhang, nếp nhăn da, giúp da trắng sáng và căng mịn, ổn định nội tiết tố nữ, kéo dài tuổi xuân, chống lão hóa, giúp làm chậm quá trình mãn dục và mãn kinh ở phụ nữ. Ngoài ra, giúp cải thiện các triệu chứng khó chịu của thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh như là bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, tính tình cáu bẩn, mất ngủ, rụng tóc, chuột rút. Và sau khi mãn kinh, để ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị loãng xương ở phụ nữ, cũng như là ngăn ngừa các bệnh mãn tính khác như là đái tháo đường, mỡ máu cao, tăng huyết áp, các bệnh tim mạch. Thôi, stop, bây giờ thế này nhá, bà đưa tôi đi mua luôn, rồi chúng mình cũng đi làm đẹp, chứ chờ bà nói xong thì tôi sốt ruột lắm. Đi. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một tiểu phẩm và có thể thấy rằng thật may mắn khi người phụ nữ đã sử dụng sớm và lâu dài cái viên uống với mà như chuyên gia chúng ta đã vừa tư vấn, rõ ràng đã mang lại một cái hiệu quả rất là lớn đúng không ạ? Vậy thì thưa chuyên gia có thể đưa ra lời khuyên là chị em thì nên sử dụng cái viên uống này, cái sản phẩm này như thế nào? Một cách hợp lý nhất để mang lại cái tác dụng và hiệu quả lâu dài nhất ạ. Đối với những cái trường hợp ví dụ như ở giai đoạn tiền mãn kinh ở những người mà vì lý do gì đó mà chúng ta lại phải là ví dụ như là suy giảm nội tiết tố như cắt bỏ tử cung buồng trứng chẳng hạn, thì chúng ta nên duy trì với cái liều 2 viên một ngày. Ở những cái người mà độ tuổi 30, ở những độ tuổi còn trẻ thì chúng ta có thể bổ sung với cái liều 1 viên một ngày và uống trước khi ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Khi sử dụng cũng cần có sự kiên trì, các bạn nên sử dụng ít nhất thời gian từ 3 đến 6 tháng. Còn đối với những người mà cao tuổi, chúng ta có điều kiện chúng ta sử dụng dài hơn thì bao giờ hiệu quả cũng cao hơn. Xin cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ rất là cụ thể, rất là chi tiết. Và nếu như quý vị và các bạn muốn được biết thêm những thông tin chi tiết, hãy gọi điện thoại tới tổng đài 1900 1259 ở trong giờ hành chính, hoặc số điện thoại 024 39 959 969, hoặc có thể gửi thư tới hộp thư sống khỏe a@bacsitivan.vn. Mọi chi tiết quý vị có thể tham khảo tại website bacsitivan.vn. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay. Xin được cảm ơn chuyên gia. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bí quyết giữ ổn định nội tiết, kéo dài tuổi xuân để giúp phụ nữ luôn trẻ đẹp, khỏe mạnh, hấp dẫn bất chấp tuổi tác là
bổ sung estrogen thảo dược như estrogen 100 và các tiền nội tiết tố nữ, các chất chống oxy hóa từ tự nhiên ngay từ tuổi 30 để giúp kích thích cơ thể sản xuất các nội tiết tố không chỉ là estrogen mà còn là progesterone, testosterone một cách đầy đủ, an toàn cũng như luôn ở mức ổn định, cân bằng như khi còn là thiếu nữ. Điều đó không những giúp chị em luôn trẻ đẹp, khỏe mạnh mà còn luôn hấp dẫn trước phải mạnh. Việc này cũng giúp cải thiện hầu hết các rắc rối do suy giảm nội tiết gây ra như nám, sạm, khô và lão hóa da, khô âm đạo, giảm ham muốn, rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa, căng thẳng, suy giảm trí nhớ, mất ngủ cũng như ngăn ngừa các bệnh mãn tính như loãng xương, tiểu đường, huyết áp cao, tăng mỡ máu, các bệnh tim mạch, khối u, đặc biệt còn giúp chị em trải qua giai đoạn tiền mãn kinh một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Bên cạnh đó, chị em nên duy trì chế độ ăn hợp lý, tập luyện thể thao đều đặn để không bị thừa cân béo phì và giúp trẻ lâu hơn. Kiều Xuân giúp trắng da, mờ nám, ổn định nội tiết, kéo dài tuổi xuân.